Ngay khi Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành chỉ thị số 05 về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch COVID-19, từ 18 giờ ngày hôm qua 31 tháng 7 cho đến khi có thông báo mới, các địa phương đã nhanh chóng triển khai đồng loạt và kịp thời nhiều biện pháp. Toàn quận Liên Chiểu thiết lập gần 50 chốt kiểm soát trên các trục đường giao thông chính ở các khu dân cư, đồng thời thành lập các tổ tuần tra cơ động liên ngành để kiểm tra kiểm soát việc thực hiện giãn cách và xử lý các hành vi vi phạm. Lực lượng tham gia tại các điểm chốt kiểm soát gồm công an, quân sự, biên phòng, đoàn thanh niên, các hội đoàn thể. Trong đêm đầu tiên thực hiện chỉ thị, lực lượng tại điểm kiểm soát chủ yếu tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Ý thức chấp hành của người dân khá tốt, các tuyến đường hàng ngày vốn đông đúc thì nay mới 20 giờ, chỉ thỉnh thoảng mới có một vài trường hợp tham gia giao thông. Những trường hợp này đều được kiểm soát, kiểm tra và tuyên truyền nhắc nhở. Còn tại huyện Hòa Vang, sáng ngày 1 tháng 8, hầu hết các hàng quán ăn uống đều đồng loạt đóng cửa, duy chỉ còn một số cửa hàng kinh doanh mặt hàng thiết yếu là mở cửa phục vụ khách nhưng có rào chắn cẩn thận để chủ động phòng chống dịch. Hầu hết người dân đều vui vẻ, đồng tình. Cũng tại huyện Hòa Vang, ngay khi chỉ thị 05 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về giãn cách xã hội toàn thành phố có hiệu lực, thì cũng là lúc tất cả các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại khu dân cư trên địa bàn 113 thôn của 11 xã ở huyện được kích hoạt trở lại để tăng cường kiểm soát lượng người và phương tiện vào ra trong khu dân cư.